Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi chiều hôm nay thì em cũng làm mấy chiếc vang số của các anh em gửi đến căn chỉnh. Thì trong đó có một chiếc Shiso T3 của một cái bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc X6 của một chú em Nam Định và một chiếc D8 của một chú em Lào Cai. Thì chiếc vang D8 của hãng CB Cotic là một dòng vang số mà chất âm nó rất là sáng, tức là chất âm tự nhiên của cái dòng vang số của hãng CB từ D4 cho đến D6, D8 rất là sáng. Thế còn dòng X thì nó bình thường, và cái dòng T3 thì nó cũng sáng hơn so với lại dòng X. Thế thì trong cái quá trình mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số thì em lại chia sẻ với các bác anh em ở những cái điều mà liên quan đến vang số. Thì trước khi chia sẻ các bác anh em thì cũng mong các bác anh em là luôn luôn ủng hộ, động viên thông qua những cái việc mà em chia sẻ. Và có những cái nút like để như vậy là cho nhiều anh em khác đang dùng vang số có thể là tham khảo để áp dụng được, cũng như là một số anh em bán hàng cũng có thể áp dụng được, để mà khi các bác anh em mua vang số, hay là các anh em thợ trẻ khi mà ở địa phương có các bác anh em đang dùng vang số thì anh em thợ trẻ cũng có thể tham khảo để mà áp dụng được. Thì mỗi một chiếc vang số thì nó có những cái đặc tính khác nhau. Giả dụ như là T3 thì với một cái chất âm mà nó vừa phải và nó có một tính chất dì vợt khá là hay. Thế còn đối với dòng X thì cái chú em ở Nam Định này, chú nói chuyện là chú đang sử dụng một đôi loa bát 40 và chú đang cảm nhận được rằng là nó dư rất nhiều trầm, dư âm trầm và thiếu sáng. Thì rõ ràng rằng là đối với dòng X ấy, thì là một cái dòng vang số mà nó có chất âm mềm mại. Thế nhưng mà khi mà phối ghép với những cái đôi loa to, giả dụ như là bát 40 hay bát 50, hoặc là những đôi loa mà nó không sáng tiếng ấy, thì dòng X không phát huy được cái đặc tính của vang số của dòng X. Thế còn T3 là một cái dòng vang số mà nó cũng trung tính, thuộc dạng là trung tính, dễ làm. Thế còn đối với lại D4, D6, D8 là một cái dòng vang số mà nó sáng âm. Thế thì khi mà nó sáng âm ấy, thì cái việc mà căn chỉnh equalizer cũng không cần phải căn chỉnh nhiều đâu. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ rất là kỹ với các bác anh em đang sử dụng cái dòng vang số D4, D6, D8 và yêu thích cái chất âm của dòng vang số của hãng CB. Thì em thường xuyên nhận được các cái vang số của hãng CB gửi đến căn chỉnh, thường xuyên nhận được. Và đây là một cái dòng vang số mà nó có một chất âm là sáng tự nhiên. Về cái hiệu ứng effect ấy, là nó rất là nhuyễn, sáng nhuyễn. Bảo là D4, D6, D8 ấy là e cho kém, không phải đâu. Chẳng qua là chúng ta chưa biết làm cái effect thôi, chưa biết làm effect ở trên cái dòng vang số này thôi, thì cho nó là effect kém. Nhưng mà so với dòng X ấy, thì D4, D6, D8 ấy, vừa sáng lại vừa nhuyễn hơn cả dòng X. Thì như các bác anh em thấy rằng là đây là cái giải equalizer ở trên chiếc vang số D8 của chú em Lào Cai. Những cái mục mà nó sẽ thúc đẩy được cái phần âm sắc là không phải là equalizer. Những cái mục mà nó thúc đẩy về cái phần âm sắc thì không phải là equalizer. Đối những chiếc vang số mà nó có chất âm sáng tự nhiên rồi ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta không động chạm gì đến giải equalizer và sẽ tập trung vào những cái vấn đề làm cái mục noise gate này. Bản thân cái mục noise gate này nó cũng có ảnh hưởng đến cái độ sáng nhuyễn của một chiếc vang số. Thế rồi là các cái chế độ làm việc ở cắt thấp bắt cao, hoặc là đặt cái giá trị ở cắt thấp bắt cao nó cũng sẽ ảnh hưởng. Giả dụ như là một chiếc vang số mà có chất âm sáng rồi ấy, thì có lẽ đặt cỡ khoảng độ 5-60, đầu tiên chúng ta sẽ đặt như thế. Không phải là cái việc mà chúng ta là cắt cái tần số thấp của phần mic này lên ấy mà nó sáng đâu, không phải đâu. Chất âm nó mất tự nhiên ngay. Khi mà cắt thấp ở cái tần số thấp của phần mic này là chất âm mất tự nhiên. Cho nên chúng ta sẽ phải rà soát cái tần số cắt thấp ở trong phần mic. Hiện giờ thì cái giải quay dơ chưa căn chỉnh gì, đang để chế độ bay bát tự bằng phẳng. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào cái phần cắt thấp của phần mic này, chế độ làm việc này, cắt thấp bắt cao này, noise gate này, ở phần đầu ra. Thì một chiếc vang số như là dòng CB D4, D6, D8 ấy, thì những cái mục limit compressor này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần chất âm sáng hay không sáng. Mặc dù ở cái phần main này các bác thấy rằng là chưa căn chỉnh gì về cái giải quay dơ,
và chúng ta sẽ tập trung đặt các cái giá trị về độ lớn của cái phần đầu ra ở trên main này. Ở đây là tối đa là 6 nhưng mà đặt 2 là đẹp nhất, thì cái này em chia sẻ rất là nhiều rồi. Không phải là cái việc mà chúng ta thích to, chúng ta thích lớn mà chúng ta sẽ đặt giá trị lớn đâu. Mà đây là một cái giá trị mà nó mang tính chất là làm đẹp chất âm. Thì ở giá trị 2 là giá trị đẹp. Và ở cái giá trị limit compressor này này là những con số mà tưởng chừng là nó lẻ lẻ như này thôi. Chỉ là 0,1 dBu thôi. 0,1 dBu, nhưng cái 0,1 dBu này nó đã ảnh hưởng đến phần âm sắc rồi. Nó đã ảnh hưởng đến cái phần âm sắc rồi. Hoặc là cái aspect này thế là 41 là con số lẻ. Tại sao không phải là 40 mà phải là 41? Hoặc là cái Zelip này, ở đây nó có tối đa là 32 và tối thiểu là 2, nhưng đang đặt ở 16 là đẹp. Thì qua cái quá trình mà căn chỉnh cái dòng vang số của CB D4 D68 thì những giá trị này là em đã có những cái kiểm định thông qua cái việc mà căn chỉnh rất nhiều cho các bác anh em. Thế rồi chế độ cắt thấp cắt cao ở phần main này thì tùy từng cấu hình sẽ đặt một cái giá trị cắt thấp ở cái phần main. Thì có rất nhiều các bác anh em là thấy nó ồm, nó trầm quá thì lại cắt rất là cao, thậm chí có những bác cắt lên đến hơn 100 về cái chất mic nó rất khô. Chưa nói gì cái chất nhạc. Cái chất nhạc thì khi chúng ta nghe giọng hát ca sĩ ấy, thì khi chúng ta cắt quá cao ấy, thì chúng ta nghe cũng rất là khô khan, thiếu đi cái sự mượt mà của cái dải thấp. Cho nên là khi chúng ta nghe nhạc chúng ta cũng cảm thấy là nó khô cứng, thiếu đi cái sự mềm mại. Nhưng hiện giờ ấy, thì đang cắt ở giá trị 59Hz. Và mỗi một cấu hình này ấy, thì sẽ lựa để mà cắt một cái tần số nào đấy cho nó hợp lý. Đây là cái vấn đề mà cắt thấp. Và giải quái dơ cũng chưa căn chỉnh gì đâu. Cũng chưa căn chỉnh gì. Đây là những cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến phần âm sắc ở trên một cái chiếc vang số. Chưa hẳn là chúng ta thấy nó thiếu sáng, dư bát mà chúng ta đã vội vàng căn chỉnh cái giải quái dơ. Mà còn rất mục, nó sẽ, rất nhiều mục nó sẽ liên quan đến cái chất âm của một cái chiếc vang số. Trong đó có cái phần mic, từ những cái rất đơn giản là phần mic, cảm tưởng là đơn giản, hoặc là cái phần đầu ra này thế là như vậy, là nó cảm tưởng là đơn giản. Các bác cứ tập trung vào làm quay dư, nhưng còn nhiều mục khác nữa. Thế rồi cái effect tổng này nữa này, effect tổng này khi em nhận chiếc vang số này để lên 60, nhưng thực tế mà nói thì cái dòng D4, D6, D8 ấy, thì em căn chỉnh rất nhiều, thì nó nằm loanh quanh ở cái tầm khoảng 40 trên 40 là đẹp. Thì bây giờ các bác sẽ nghe được cái cấu hình mà em đã làm ở trên chiếc vang số này. Dòng D4 D6 D8 thì cũng chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng hôm nay thì em tập trung vào cái vấn đề là sẽ chia sẻ các bác anh em để các bác anh em nắm được là để làm một cái chất âm mà nó có độ sáng đẹp tự nhiên thì không hẳn là giải quay dơ đâu. Đối với một chiếc vang số nó có chất âm tự nhiên sáng rồi ấy, thì chúng ta không cần phải làm giải quay cái dơ nhiều. Tất nhiên mỗi một cấu hình thì chúng ta sẽ làm, nhưng mà không cần phải làm nhiều đâu. Đây là một cái cấu hình mà em đã làm cho chú em ở Lào Cai này. Và các bác sẽ nghe cái chất âm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thế còn chiếc X6 của chú em Nam Định cũng như là chiếc T3 của các bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì em cũng test sơ qua rồi. Các bác và anh em khi sử dụng cảm thấy là nó lì, nó bí, nó nặng, nó dư bát cũng phải thôi. Bởi vì làm những cái chế độ làm phần effect nó chưa hay thì là các bác sử dụng cảm thấy là nó bị lạc effect. Và cái phần âm sắc như vậy là các bác và anh em tập trung vào quá nhiều giải quay dơ, trong khi những cái mục mà nó liên quan đến cái phần hiệu ứng thúc đẩy được cái phần âm sắc lên thì các bác và anh em chưa để ý. Cho nên rằng là hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số D4 này thì em lại chia sẻ với các bác anh em để các bác anh em có thể nắm bắt được khi mà căn chỉnh cái dòng vang số của CB Automatic từ D4, D6, D8 để các bác anh em có thể nắm bắt được căn chỉnh nó được tốt hơn.